Dạ, bé Moon xin chào mời cô chú các bạn, các em nhỏ đã đến với kênh Thùng Nữ Cà Mau. Hôm nay thì bé Moon có chuyến về An Giang. Thì bữa nay là Moon mặc đồ rất là đẹp nè. Moon đang chuẩn bị đi đâu? Đi chơi, con đi đám cưới cô Cẩm. Nói đi. Bữa nay thì gia đình Linh có Linh với anh An với bé Moon đi về dự đám cưới của em Cẩm. Thì bữa nay là ngày vui của em Cẩm không bà cô chú. Thì hiện tại là do là Linh tới sớm á, nên là Linh đang ngồi ở bên đây để cho anh Trắng tài xế nghỉ ngơi xíu, rồi tầm tiếng nữa thì Linh mới qua tham dự tiệc cưới của bé Cẩm. Tại bé Cẩm mời 10 giờ mà bây giờ mới có 7 giờ mà cô chú. Đây là lần đầu tiên mà Linh đi về tới huyện Châu Thành, An Giang á. Thường thì chỉ coi nhóm của bé Cẩm qua video thôi, thì thấy ở đây cũng sông nước giống như kiểu giống ở dưới Linh vậy á, nhưng mà đặc biệt hơn là có ruộng lúa rất là nhiều. Nãy giờ đi trên đường á nhìn rất là thích luôn không bà cô chú. Nãy thì có ghé ăn sáng thì ở đây rất là đông dân cư luôn bà cô chú. Thì bé Cẩm là ở bên Cồn, thì Linh Lan ở bên đây để đợi qua phà thì mới tới bên Cồn của bé Cẩm. Đây qua chắc 15 phút. Thấy phà cũng thấy to, nãy giờ thấy xe tải rồi đi vô nhiều. Linh cũng chưa đi tới đây lần nào hết trơn á, nên là hôm nay thì mới có dịp nhờ đám cưới của bé Cẩm. Bé Cẩm mời gia đình Linh thì mới có dịp đi về Châu Thành, An Giang để dự đám cưới. Sẵn rồi Linh cũng tham quan ở đây để cho biết luôn bà cô chú. Cảm ơn cô Hiền đã tặng đồ đẹp cho em. Muôn bận đồ đẹp mà nãy giờ quậy nè, đi từ gia đình Linh xuất phát từ hồi lúc tối hôm qua thì sáng hôm nay mới tới. Tại đoạn đường đi cũng xa không bà cô chú, do là đoạn đường đi xa nên là bé Bơ với bà nội ngồi xe mệt, nên là bà nội với bé Bơ ở nhà. Thì Linh đi đám cưới xong rồi trong hôm nay cũng về không bà cô chú ơi. Em nhớ Bơ không? Nhớ em không? Em Bơ đâu? Nói cho nghe. Mắc cỡ. Nhớ nội, nhớ Bơ không? Nhớ Xu không? Đẹp á hả? Rồi cha đeo, rồi kêu cha đeo đẹp. Trời ơi, cầm cái này đưa đẹp đẹp đẹp. Đưa cha đeo cho để giãn. Bà cô chú thấy bé Moon mặc bộ đồ này đẹp không? Em đeo mới chị. Dạ, mẹ, cha đeo đi, sao phải mẹ đeo. Chinh quá ta. Đi em. Cái nơ đẹp quá vậy. Thế Moon đi từ hồi khuya tới giờ thức cũng thức sớm nhưng mà cũng năng lượng lắm, cũng phá lắm, cũng vậy lắm. Tí giờ đạp giờ này. Linh cũng đang nôn nóng để đợi qua bên Cồn để coi bên Cồn như thế nào. Nãy giờ đi trên đường thì nhìn cảnh vật rất là thích luôn á bà cô chú. Kiểu quê của Linh cũng miền Tây nhưng mà ở dưới Linh thì chỉ có nuôi tôm thôi, sông nước nhiều thôi chứ không có cánh đồng lúa giống như ở bên đây. Đây lúa nhiều ha. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, trước khi tới đám cưới thì Linh có nhờ một bạn tới make up. Tại mấy lần trước Linh có đi đám cưới ở dưới quê, đám cưới bà con mà Linh không có make up, bị ông bà cô chú các bạn la quá trời. Nên là hôm nay thì đi đám cưới xa nên là Linh có nhờ bạn tới make up cho Linh. Ông bà cô chú thấy layout hôm nay có hợp với Linh không? Lâu lắm mới có dịp đi đám xa vậy, với có một cái đám cưới rất là xa, nên là hôm nay thì sửa soạn lên xíu. Giờ cũng sắp xong rồi. Rồi giờ anh đi rửa mặt đi, anh Trắng đi rửa mặt rồi đi, chuẩn bị được rồi đó. Chuẩn bị xuất phát tới đám cưới của bà cô chú, hồi hộp quá. Bước nhìn nhà sao là tôi thấy liền.
Bây giờ cả gia đình Linh đã chuẩn bị xong hết rồi ông bà cô chú. Thì giờ sẽ xuất phát lên đường để đi thẳng qua đám cưới. Nè, trước khi đâu qua đám cưới mình phải đi cái phà. Một đồng. Xuống luôn được không? Không, không, mà về. À, về lát không về lên được đúng không? À, đi muốn đi qua bên Bé Cẩm phải đi qua cái phà như thế nào ông bà cô chú? Phà nhỏ mà. Phà cũng nhỏ ha. Đây bây giờ Linh sẽ bắt đầu qua phà ông bà cô chú. Wow, quá trời lục bình luôn. Rồi mấy cái cây gì mà nó trôi quanh lục bình. Dạ, ơi cha. Sông ở đây chắc là nước ngọt á. Tí cha đeo cho cho. Đây bên đây gọi là cái cồn của bà cô chú là giống như là một khu độc lập, giống như là một hòn đảo riêng vậy á. Quá trời lục bình nhiều ha. Sông cũng lớn ghê. Cái cồn á, người dân ở đây thì người ta gọi là cồn. Cái cồn này ha cũng mấy ngàn hộ dân sống á bà cô chú. Cũng đông lắm á. Đẹp quá ha. Giống như phà ở dưới quê lên, nhưng mà phà dưới quê lên thì chỉ đi được xe máy thôi chứ không có đi được xe lớn bà cô chú. Mà sông ở dưới quê lên thì nhỏ hơn sông này xíu. Bà cô chú thấy không, ghe tàu tấp nập. Ở đây là vẫn còn là nước ngọt á, nên là mới có cái cảnh lục bình nè. Còn ở dưới quê lên là nước mặn. Chắc là đi lên bờ mới thu tiền hay sao á. Hồi nãy là mình ở bên kia xong, bây giờ mà mình qua bên đây xong. Đẹp không Muôn? Con thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp không con? Đẹp, Muôn đi tới đâu cũng đẹp hết trơn á. Đây, một đi một bận gì là 30 ngàn. Rồi, bây giờ mình đi theo Google. Đi lên. Ở bên này là cuộc sống cũng bình thường, cũng vẫn có lộ giao thông đồ. Mà cô chú chỉ có cái là mình nằm độc lập bên đây thôi. Linh coi theo bản đồ á, thì Linh thấy giống như là nằm độc lập ở đây vậy á. Có một cái giống như là một cái đảo vậy, gọi là đảo mà cô chú. Nhưng mà người dân ở đây thì người ta gọi là cồn. Ở đây có cái chợ nè, chợ Thanh Hòa. Chợ Thanh Hòa nè. Chợ này mấy chị cũng hay ra đây quay phim đó nè. À, nhóm ha. Rồi, mình đi thẳng theo con đường này. Cập xong luôn. Ồ, cái tính ra cái cồn này chiều dài cũng 6-7 cây á. Không phải là rồi, mấy ngàn hộ dân trên này á, chứ không ít đâu. Người ta trồng là một đoạn ngắn đó, đó này, dài trồng đồ quá trời. Từ đây qua đây 6-7 cây. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mà cho 1, 3. Mà bên đây cũng phát triển quá ha. À, đây trồng Linh thấy là chủ yếu là trồng rau màu á, trồng hành, trồng hành, trồng rau củ đồ. Cá ông đâu có đường nhiều đó không? Nước. Xí cho lên cho nước. Nước. Má bữa nước. Đây ông bà cô chú các bạn, Linh đang trên đường tới chỗ các bạn. Đây ông bà cô chú các bạn, Linh đang trên đường đi tới đám cưới. Linh đã qua được phà rồi nè. Nãy giờ qua phà thì đi cũng khoảng gần 2 cây số rồi đó. Ông bà cô chú thấy hôm nay các bạn này make up cho Linh có xinh không? Linh thì Linh thấy ở bên ngoài nó cũng rất là xinh. Anh Trắng với anh An thấy sao? Mấy điểm? 10 điểm. Hai người cho 10 điểm luôn ông bà cô chú. 10 điểm về chỗ. Ôi đây bà con nhà trồng hành quá trời luôn nè. Hành không nhiều ghê á. Rồi hủ qua rồi trồng cải nữa nè. Cái này là sâm. Ừ, hay quá ha.
trồng nhiều đó, bà cô chú thấy hai bên đường không? Đó, đây nè. Rồi, giờ Linh chuẩn bị tới đám cưới không bà cô chú? Nè, ô, cái bảng đám cưới hoành tráng, chắc mình để xe ở đây đi vô giống như người ta nè. Để đây, sát đây nè, xin để đây. Để coi kiếm chỗ về đâu nè. Để vô chậm đi, không được thì ghe. Đi xa quá. Này cũng thấy bà con đi đám cưới rồi xe. Là tới đám cưới rồi đó. Wow, ở đây trồng hành nè, mời cô chú các bạn. Bởi vậy ở đây Linh thấy trồng rất là nhiều đồ. Đám cưới, đám cưới. Dạ, dạ. Để sát trong đây luôn ha. Đây, chữ xe đám cưới. Đây, đây, đây. Ở đây, đây ha. Tắp vô đây đi. Lần đầu Linh đi đám cưới kiểu đi về miền Tây dạ. Giống vậy luôn á bà cô chú. Em vô luôn, để xe đâu? Cho khách xuống đi rồi quay đây, quay đầu chạy ra chỗ này để quay đầu xe đậu đây xe quay. À, bà đậu sát cái đó được không? Con nít, con nít. Cái đó có quay đầu xe được không nè? Không. Có xe đậu trước rồi đậu nó không được. Đậu trước đây là chắc đậu trước chiếc Candy nè. Dạ, ơi. Dạ con cảm ơn cô, vừa tới là gặp được cô, nói là cô là fan hâm mộ và cô chú các bạn. Vừa gặp anh An là cô nhận ra, rồi giờ lấy đồ để xuống xe. Mình mở bên đây nè. Muốn chào bà cô chú y. À, chào con. Đây. Mê. Mê. Mê nước rồi, tới giờ buồn ngủ bà cô chú. Rồi, về tắp sát vô. Đây, để anh trắng vô bà cô chú. Rồi đi lại đá, đứng đây, đứng đi cho mát. Wow, cổng cưới hoành tráng quá, đi từ xa là đã thấy cổng cưới rất là hoành tráng lệ luôn. Đứng đứng vô đây cho mát nè, đứng vô đây. Dạ nhỏ lớn hả cô? Bé lớn. Dạ bé Moon. Đây mấy cô là nhận ra thôn nữ các bạn. Dạ con chào bà, con chào hết cô chú. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Dễ thương quá. Bữa nay mới chứng kiến tặng mặt đó. Dạ. Dạ. Với bữa nay đi đám cưới sửa sạn hơi lớn. Dạ. Con đi hồi khuya. Dạ. Đây mấy cô chú ở đây là quen biết hết. Dạ. Em bé nhỏ hả? Dạ em bé lớn, tại bé nhỏ con còn nhỏ quá nên là con để ở nhà. Dạ. Thấy chú ăn là dễ nhớ nè. gương mặt thương hiệu. Dễ nhớ. Dạ. Dạ. Cô Linh giờ ốm ở họng gái nè. Dạ. Bữa nay con cũng đỡ tại con bị bệnh á, cái nó bị rút. Dạ. Coi trên clip thì nhìn cái mặt hơi cấn ra, nhìn trẻ hơn. Dạ. Clip xấu ra ngoài con ngộ hơn. Dạ. Tại bữa nay đi đám cưới. Dạ. Cười ra, cười ra. Con xuống con thưa mấy bà đi con. Thưa bà ơi, con phanh tay ạ ai con. Chị lên clip chị cũng làm như lắm chứ. Dạ. Ở nhìn bà kìa. Dạ. Lạ con đi lại kìa. Đi xe hơi ngơ ngác chút. Dạ, hồi khuya đi 4 giờ sáng nó tới cái nó thức luôn tới giờ, cái giờ nó hơi buồn ngủ. Em ghé trên chỗ bà tí. Có lên chỗ bà đó ha. Dạ. Đi xong bà giờ mới trả gì đây hả? Dạ. Giờ này cũng vừa rồi. Giờ vậy con xin phép con đi vô đám. Dạ lát mấy cô có qua đám mấy cô. Có người đại diện đi rồi. Dạ. Có gia đình có người đi cho. Dạ. Đi đủ hết trơn vậy. Lần đầu tiên con được tới đây luôn, thấy mấy chị ở trên clip không ạ? Thấy mấy chị mấy em trên clip. À, đi qua đây đi qua cồn con thấy thú vị ghê. Dạ. Dạ đi vui. Cô với chú này mới biết chứ, rồi giờ coi trong clip không cái lại cái đâu thấy ngoài. Dạ. Fan đó là coi từ lúc mà con gái đó với dạ. Mà nó có chồng mà ra tới Bình Phước Bình Dương luôn á. Dạ. Dạ sắp xâm chiếm Bình Dương Bình Phước quá. Em nào cũng bắt coi hết trơn. Dạ con cảm ơn nhiều. Chắc này lát ngủ đi nhậu quá. Fan nhiệt quá mà. Bây giờ là làm tại vì mấy cô cái gì sớm nào ấy ở đây là ở đây thiếu khách vậy lắm. Dạ. Cái này là nói cẩm sẽ về đây nhiều lần. Dạ chắc phải đi về đây hoài luôn. Có dịp nào về miền Tây này nó giao lưu cho nó vui chứ. Dạ con mới đi tới đây lần đầu tiên tới An Giang luôn. Thường con chỉ đi tới núi Bà cái đi quay về à. Con quay về không? Dạ. Có biết đây có dịp nào đi ghé đi chơi. Dạ.
để con gắng làm quen với mấy chị để về đây thường xuyên. Dạ vậy con xin phép con đi vô đây. Dạ dạ con cảm ơn cô nha, con cảm ơn cô, con từ giả hết. Dạ. Cái trời cũng mát ghê á. Dạ con xin phép. Dạ cái xe rồi đó nè, đây cặp cưới quá hoành tráng. Đây Linh vừa tới là vừa làm lễ xong luôn, chị Cẩm với mấy chị rồi ra. Bé Ngân nè. Dạ, bé Ngân rồi nè. Số 6 đi tới số 7 là. Ờ quà cưới hoành tráng quá luôn. Cái đó là cái gì? Quà cưới á. Đi kìa, đi kìa. Thôi đi thôi, đi thôi. Chồng ở đây nè. Đang làm lễ hả chị? Đang làm lễ. Chồng rồi. Chồng à, không, ở bên đây thì chắc cũ. Chồng gì? Đây cổng cưới cũng quá đẹp luôn, quá hoành tráng. Mát không? Còn mát không? Trời ơi, muôn buồn ngủ rồi, đi mới tới đám là buồn ngủ rồi. Má không? Am trò mình ở đâu anh? Em nói trò này, chắc ở đâu ta? Chắc đi thẳng thôi à, đúng rồi đây nhà. Chắc trò qua bên kia đi thẳng vô. Đang làm lễ. Đang làm lễ. Lo vô lo nữa không? Giờ hai bên đang chắc đang tặng quà ở bên trong. Lấy xe chở vô cho anh xuống hồi bữa sáu bữa... tay đúng không? Rồi bữa sáu tay là anh xuống đây luôn á. Bữa ở nhà mình qua ngày hôm sau là anh xuống đây luôn. Giờ cầm cái thiệp cưới vô. Bỏ thiệp cưới vô thùng luôn hả? À chỗ mấy chị đang ngồi đúng không? Làm lễ xong cô ra. Dạ đây cũng rộng rãi quá, đường xá đâu cũng thuận tiện ghê. Qua cầu mà cũng thuận tiện xe tới chỗ mà. Ủa xe tải chở đồ về đây hết. Đúng rồi, đi qua luôn. Dạ không. Dạ không con muốn. Cổng cưới đẹp quá, làm tông màu hồng luôn. Đây làm mấy ngày luôn đúng không anh? 2-3 ngày á, ba. Em thấy làm lâu quá, quay phim mấy bữa mà làm mấy bữa luôn. 3-4 ngày rồi. Hai chồng cũng có nét phù thê quá ha. Rồi thôi mình đi vô trong ngồi luôn. Đây là bé Cẩm và cô chú. Bé Cẩm với Diệp. Đây gặp cưới rất là đẹp luôn. Rồi thôi đi vô bỏ thiệp luôn ha. Em bỏ vô đây ha, sắp lại hả chị? Dạ. Có rất là nhiều nghệ sĩ luôn. Có chú và Linh nè. Đông quá hả? Dạ dạ con thân, xin chào hết cô chú. Dạ 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 con mới tới. Dạ mẹ con đi xa quá, mẹ con không có đi nổi. Dạ dạ có bé Bơ bé Muôn. Dạ 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 con đi chào hỏi xung quanh mấy tháng rồi. Ơi chị. Bữa nay mặc áo dài đẹp quá vậy. Em mới xuống tới trễ vậy hả? Dạ, em xuống núi Bà rồi sao em vòng lại. Rồi nãy giờ điệu nữa. Điệu nữa. Dạ. Nhà điệu quá đẹp. Mẹ với bé nhỏ đi sợ mệt. Dạ. Cho mẹ với bé nhỏ nha. Dạ, tại đi mười mấy tiếng thấy nó quậy. Nó dạ. Chị đến đây 2 tiếng mấy. Chị gần em mà. Dạ Ngọc Trúc dòng miền Kiên Giang, khi nào có dịp xuống chơi nha. Dạ dạ rồi dạ. Nhất định. Nhất định. Nhưng mà phải đợi con bé nó lớn lớn xíu. Chị ở dòng riêng nãy em nó mới nói. Dạ. Dạ thôi chị ngồi đi. Đi dài dài. Dạ dạ.
cộng hết nói chung dân với là con mới lại tới. Dạ con mới lại tới. Bà này đâu ai để lon bia nào đâu mà không nghỉ. Đi đem theo mà có bé hả dạ? Dạ chỉ có một đứa à. Bé nhỏ nó quậy quá, con không dám cho nó đi. Dạ bé lớn. Chào bà ơi con. Trời ơi, thấy đó mà bây giờ bà lớn nha. Dạ nhanh, nó bị ghiền nước. Dạ. Dạ. Lúc nào cũng bình nước toàn tiền. Cái chỗ. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ để con kiếm bàn trống rồi. Chào đi con. Nhìn thấy đông quá cũng hơi sợ. Dạ. Mấy tháng rồi cưng? Dạ 18 tháng. Dạ xíu nữa con lại rồi con đợi chào hỏi hết. Dạ để quên sốt. Dạ đen đi đâu rồi nhớ thế à lên lâu quá đi uống nước á hả có dịp lên giường con có dịp lên giường mấy mùa sầu riêng chưa mùa này con chưa có trái đi hồi mấy giờ mà rút trễ vậy em đi hồi 10 giờ tối ghé bà ghé đốc trước cảm ơn được rồi dạ 10 giờ tối hơi xa thì từ Bình Dương xuống phải không dạ từ Bình Dương mà nhà anh em biết mà có dịp lên vườn em chơi nhưng mà tới mùa trái cây thì đi nó vui hơn dạ dạ bây giờ thì lai gai mấy ổi đồ gì ở vú sữa rồi trước lên cũng ổi dạ mà đợt cho bưởi ngại quá bưởi non không á mùa có sầu riêng đi lên em ngay mùa sầu riêng đi đợt cắt toàn là bưởi non không à tháng tư là bưởi non lắm tháng tư là có sầu riêng vậy tháng ba tôi đi trước nè thôi các bạn nào chấm không em vô ngồi đi 200 dạ dạ tô ăn quá 5 ngàn đừng đi thơm mà dạ chín tại cây ăn ngon lắm chị thấy cái giường hay mê lắm dạ có đâu chín từ qua mình quay lên chút tiền ha giờ mới bắt đầu chuẩn bị làm bông dạ tháng mười ở dưới là con lạc dạ có dịp lên em chơi trời ơi bắt xe đây Bình Dương không biết nhà em chở vô tới nhà luôn dạ anh biết nhà em mà nhưng mà chưa lên tới Bình Phước phải có dịp lên tới Bình Phước dạ Bình Dương đúng rồi dạ thôi đi tới Bình Dương được rồi Bình Dương mấy cái tương rồi hả còn ít tiêu không rồi cáo đầu phải bận chút nữa thằng gã cháo tao cho mày đây là gần hai lên được vô ngồi với mấy chú luôn sao đâu mấy chú là nhóm mà phụ nữ miền Tây luôn dạ nhau chụp cô này nhỏ cách nhau một năm đó cô nhớ là nhỏ hơn bia là cách ngồi chung với mấy em rồi đó mà nước nào thì tiết ra cho nước lát cho đi ngồi với mấy em nữa anh trắng đòi kiếm mấy em ngoài Bình Dương hả từ ngoài Bình Dương vô hả dạ không dạ không xuống chỉ là đi chơi bia lắm thôi dạ do anh bự quá đủ rồi đủ mà anh rồi em cảm ơn anh nhiều luôn rồi anh em không có vô mới được được rồi có non con ở bên dạ không trời đâu này bự quá biết đây có chút đây rồi nát dạ anh thôi đại ơi đại để cho anh mình bia được chứ cô lát theo em về bé Moon sắp có bạn rồi hai bé nhỏ có về không anh không dạ ôi vậy hả tưởng đâu bé có bạn chơi vậy lắng lên làm dạy bản luôn nghe dạ. Ôi hát quá hay luôn rồi chạy máy 4 máy 5 nếu mà đi dạ cảm ơn mỏ quá ngon luôn món ăn cũng hoành tráng gấp đôi giờ lần đầu tiên con được đi đám cưới về An Giang cái này cũng hoành tráng nữa nè chị dạ wow nguyên này món này cá thắt lát ha hải sản cá thắt lát gút xương chiên giòn cái cô gửi đây cái ảnh anh bảy với năm hỏi bà dạ con cảm ơn chú Muôn ăn ngon con nói cha mẹ nghe coi Muôn cũng ăn nè Muôn cầm ăn ngày nãy rồi ăn bao nhiêu chuyện kìa nghe nói chuyện không chuyện bữa giờ trễ không anh à, về tới đây cũng qua mấy giờ 4 giờ mấy phút nữa 4 giờ cũng sớm ha nhanh mà không bữa đó bữa sau mà vậy không rồi à bữa sau mới về sáng ngủ lại bữa dạ. Bữa sau vật chính ngày hôm nay rất là xinh đẹp
thì giờ mới làm lễ xong. Làm lễ giờ tiên á. Mấy chị. Dạ dạ chị. Quá trời các bạn, con nữ miền Tây phải la làng lên vậy đó mới vui. Đúng rồi, hết nổi rồi. Lần đầu tiên uống cái bia này luôn. Nói nè, này thứ dữ nè, đô bất tử nè. Có cả nắm bán thì cũng Ken hay chơi với Na đó. Hôm nay để mắt là có người cần gặp chị Vân Nguyễn ạ. Chị Vân Nguyễn ạ. Để bé mua đà. Cảm ơn ăn nãy giờ ăn nhiều món đúng không? Không mời. Ai nhiên à? Sao không đặt tên là Nguyễn? Món là trăng chắc là Nguyễn. Đúng không? Cái kìa ăn à? Quá ngon luôn. Ăn mực phê vậy hả? Ăn thật chắc bụng chị mực phê. Dạ, này, dạ. Chị Long quá đẹp các bạn. Quá đẹp luôn. Quá hoành tráng hả chị? Quá đẹp mà. Dạ. Con à đi, nãy giờ đi. Ăn quá trời. Kệ cho ăn nó đói nha. Chú Sánh nè, chú Sánh. Tưởng đâu, mẹ ai chị đi. Mẹ em bị nhức lưng quá, đi không nổi. Dạ đúng rồi, với nó khó chịu quá. Bữa nay hai chị mình đi học rồi. Được cái cục chả giò ăn. Sài Gòn ở lại chơi. Dạ. Đã lại vô ăn nhậu được. Dạ. Lén chút xíu rồi nghệ sĩ vô rồi chụp hình. Dạ. Nhớ lên chụp hình, bữa nay em có quay à? Dạ em đang quay. Ừ quay dạ. Cứ vô quay à. Dạ em ngại quá. Ngại gì, ở đây là ai vô là quay à? Dạ. Dạ con chào chú. Chú bao chung bên này. Dạ con chào cô. Đây có rất là nhiều cô chung cả nhà. Cô chú sao mình không ra ngoài trước mình chụp hình? Đúng rồi. Mình đứng ở đây cho nó chật vậy. Hai xuất gia tôi coi. Rồi nha. Quay đi Diễn ơi. Cái Diễn không quay. Bữa nay cổng đẹp quá. Dạ, phong nữ Cà Mau xin chào anh, fan hâm mộ. Em về Bình Dương rồi anh, nhưng mà hâm mộ anh từ Cà Mau lên Bình Dương tới Bình Phước. Ơi sao mà anh trắng quá vậy? Em khen lạ, thiệt trắng mà tai mịn nữa. Dạ. Ôi Bình Dương về hả? Dạ Bình Dương lên hả? Dạ. Dạ chiều lên hả? Dạ. Lúc nào cho luôn? Dạ. Em thấy cái hội quán ngôi sao Việt Dương anh mà chưa có dịp xuống. Dạ. Ở Bình Chánh luôn nè. Bình Chánh. Dạ. 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 Mấy chị trợ lý của anh Phương nè. Ê chị Trang. Chị Trang đúng không? Em cũng biết chị, em cũng có coi kênh chị. Dạ. Và giờ lên sáng nay cùng đã đến để nghi thức lễ phục quy của đội ngư sẽ được chính thức bắt đầu. Và khoảnh khắc ở đây cho phép Ngọc Viên xin mời toàn thể quý vị cùng dành một tràng vỗ tay thật to và nồng nhiệt để nghi thức lễ của chúng tôi xin được chính thức bắt đầu. Của khách thân mến, yêu và được yêu đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc sống của một con người, và đó cũng chính là món quà vô giá mà cuộc sống đã dành tặng cho mỗi chúng ta. Và phải nói là sau thời gian quen biết và tìm hiểu thật kỹ càng của đôi bạn trẻ đó quý vị, và ngày hôm nay tình yêu ấy cũng đây đã yên đề gia thất tại phòng thưa quý vị. Chính vì điều thiêng liêng và hạnh phúc ấy, thì giờ phút này đây cho phép chúng tôi xin mời toàn thể quý vị cùng hướng mắt về sân lễ. Và trước tiên hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón đại diện gia đình nữ chủ hôn lên sân khấu ra mắt và diện kiến tất cả quý vị và khách quý.
Vâng, chúng tôi xin được trân trọng vinh danh và chào đón mẹ của cô dâu là bà Nguyễn Văn Châu và mẹ nuôi là mẹ Kim Lan tiến về sân lễ sân cầu đây. Xin mời toàn thể hội hôn dành một chào bắt tay thật to và đông nhiên. Tôi tiếp tục trân trọng vinh danh và chào đón sự diện của quý ông Phan Văn Hậu và phu nhân là quý bà Phạm Kim Phượng. Thank you.
trời con xuống cậu con lội qua rồi, nên đi qua đây để cho bé Mun ngủ. Rồi con cảm ơn chú nha. Cây này hình như cây cà na. Cà na hay gì á mà chưa có trái. Nó qua đợt rồi chứ không phải là không có trái. Dạ cà na nhưng mà hết trái rồi. Đây nè cũng có mấy trái lai gai nè. Wow cà na đây. Đây cà na. Wow cái chòi đẹp quá, trồng cây ăn trái xung quanh. Rồi xung quanh có sông nữa. Mát quá luôn bà cô chú các bạn ơi. Rồi. Đây là thiên đường nghỉ dưỡng luôn. Đây chị Kim Loan ở Mỹ tài trợ cái chòi lá này. Wow, đẹp quá. Trước chòi mình có bông súng rất là nhiều luôn nè mời cô chú. Anh còn đợi trong kìa. Đợi em tí nha, đợi em tí. Quá trời chòi này mát ha. Quá trời nhiều chòi. Ờ, nhiều chòi luôn chứ không phải một cái chòi nữa. Gà nè. Trồng mớp đâu, tại nước lên á, chứ nước không lên còn trồng nhiều lắm á. Cái này là nguyên cái ao luôn hả? Đúng rồi, nguyên cái ao luôn. Còn xung quanh đây trồng quá trời luôn nè, đẹp quá ha. Quá đẹp luôn rồi. Nhìn ở ngoài đẹp hơn trên clip nhiều. Đây, em bé này ngủ nè nên là lên phải ra đây. Nhiều trời luôn rồi. Mê quá rồi. Này giống như khu du lịch sinh thái luôn rồi. Còn bự hơn khu du lịch sinh thái nữa. Chị ơi, chị nhỏ anh ơi. Để lâu chơi nha. Mấy bà giờ nha. Dạ, dạ, hiểu không? Bữa nào bà chở hả? Với hai chị nha. Dạ, dạ. Có chị nào bạn rồi. Kết thúc cái buổi đi đám cưới ngày hôm nay rồi đó bà cô chú. Lên đường về Bình Dương. Dạ, gặp lần hai nữa. Con chào hết vậy. Dạ, mình có vô trong chân nữa. Dạ, dạ, biết chỗ rồi về bữa tới. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Mấy cô lên bước con. Bước Dương là ở nhà con. Ổ trái quá trời. Xuống Hoàng Kim. Các bạn ơi, thì bữa nay là Linh có dịp về An Giang dự một cái buổi tiệc cưới rất là vui luôn bà cô chú. Thì giờ Linh đang trên đường đi về. Thì Linh cũng cảm ơn ông bà cô chú các bạn theo dõi cái video này. Thì Linh cũng chúc em Cẩm trăm năm hạnh phúc. Rồi công việc của em ngày càng thuận lợi hơn. Thì hôm nay thì cũng rất là vui khi mà được gặp rất là nhiều kênh YouTube nổi tiếng nè, gặp được nhiều cô chú nghệ sĩ lớn tuổi. Thì cũng cảm ơn chị Loan đã gửi tặng rất là nhiều quà cho gia đình Linh. Và bây giờ thì Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.